Vào năm 2018, hãng Hyundai đã vén màn một mẫu xe đen cỡ C mới mang tên LaFaster ở thị trường Trung Quốc. Tại thị trường này, Hyundai LaFaster được định vị cao hơn Elantra và thấp hơn Sonata. Sau 4 năm có mặt trên thị trường Trung Quốc, Hyundai LaFaster chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Lần này, Hyundai LaFaster sẽ có thêm phiên bản mang phong cách thể thao N-Line, tương tự Elantra Enline. Trước thời điểm ra mắt, dự kiến vào ngày 24 tháng 10 tới đây. Hyundai La mới đã lộ diện hoàn toàn. Là sản phẩm của liên doanh Beijing Hyundai, La Feste 2023 sở hữu thiết kế khác biệt đáng kể so với người anh em Elantra Enline. Qua những hình ảnh chính thức tung ra, có thể thấy mẫu xe đen hạng C này được trang bị lưới tản nhiệt lục giác không viền, nối liền với cụm đèn pha LED sắc sảo và hiện đại. Lưới tản nhiệt đi kèm mắt lưới đa điểm hình lục giác và sơn màu đen bóng. Không dừng ở đó, Bên trong lưới tản nhiệt còn có 8 đèn LED định vị ban ngày hình lục giác, được chia đều sang hai bên và logo Enlai. Bên dưới là cản trước thể thao hơn bản thường, đi kèm hốc gió trung tâm hình thang và 4 khe gió giả ở hai bên. Đó là chưa kể đến khe gió hẹp nằm trên đầu xe, sát với nắp capo. Nhìn chung, thiết kế đầu xe toát lên vẻ thể thao và trẻ trung hơn. Bên sườn được thiết kế theo phong cách fastback, thể hiện qua phần nóc nối mượt mà với nắp cốp sau. Thêm vào đó là hai đường gân dập nổi Bộ vành hợp kim năm chấu kép sơn hai màu, cùng phanh màu đỏ nổi bật và ốp kim loại màu bạc ở bệ cửa. Đằng sau xuất hiện cụm đèn hậu khá mỏng và nối liền với nhau, nằm vắt ngang đuôi xe. Ngay trên cửa cốp sau còn có cánh gió đuôi sơn màu đen cỡ lớn. Bên dưới còn có bộ khuếch tán gió hầm hố và cụm đèn hình tam giác ở hai góc cản sau. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Lafeest Enlight 2023 cũng đậm chất thể thao với sự kết hợp giữa hai màu đen đỏ tương phản. Những chi tiết màu đỏ của xe bao gồm chỉ khâu trên ghế, khu vực phím chỉnh điều hòa và lẫy gạt chọn chế độ lái. Chưa hết, xe còn được trang bị vô lăng 4 chấu, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số. Bên cạnh đó là mặt táp lô bọc da và ốp trang trí màu đen bóng. Ghế của xe được bọc da khá rộng và dày dặn. Tiếp đến là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10.25 in, màn hình cảm ứng trung tâm nằm độc lập trên mặt táp lô, sạc điện thoại thông minh không dây phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Ngoài những thay đổi trên, xe không có gì thay đổi so với bản thường. Xe cũng sở hữu chiều dài 4.690mm, chiều rộng 1.790mm, chiều cao 1.425mm và chiều dài cơ sở 2.700mm. Trái tim là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 200 mã lực. Hiện giá xe Hyundai LaFace Stenline 2023 vẫn chưa được công bố.